Xin chào quý vị và các bạn. Tôi có một con Omni phải nói là cực chất luôn. Mà giá thì ok. Một con Omni giá rất rẻ nhưng lại có thể chơi được loa to. Đây là minh chứng cái việc Omni công suất nhỏ có thể chơi được loa to. Tôi đang ghép vào một đôi loa rất to các bạn nha. Đôi loa này Bass 32. Đây. Độ nhạy của con này là 91 dB. 2 triệu đồng thôi. Đây là một hãng âm thanh Otto. Otto này tôi bán thì không nhiều sản phẩm. Nhưng bất kể con Omni nào Otto, nếu các bác đã xem trên mạng, tôi đăng tắt tầm 5-6 con. Con nào cũng hay, chỉ có khỏe hay không khỏe thôi. Đặc trưng của hãng Otto nó là như vậy. Hãng này không nhầm thì nó là của Sanio Nhật Bản. Sanio hoặc là Nationan, tôi không nhớ nhầm. Otto DAC A20. Đây là con Omni minh chứng cho việc Omni nhỏ đánh loa to. Bởi vì khi các bác nghe nhạc, nhạc vàng, nhạc liên khúc, nhạc trữ tình, thì thực tế một đôi loa tiếng rất to, mở to, đủ để mình nghe nó chỉ phát ra tầm 10-15W. Con Omni này 100V 40W. Đó, sản xuất tại Nhật Bản, Sanio, đúng là Sanio rồi. Tôi đang cắm tín hiệu vào đây. Nói chung tổng thể còn đẹp, Omni cổ 2 triệu đồng chỉ bằng cái tiền các bác một bữa ăn đi ra quán mà được một con Omni nó đáng như thế này. Còn fail, tôi sẽ mở to để các bác trải nghiệm tại sao tôi bảo nó hay. Có thầm mến nương dâu, có trầu vấn vương câu, và đào tơ thơm ngát ngát thương trình bàn. Đấy, 40W thôi các bác nha, tôi mượn đến đây thôi. Bởi vì nó thừa sức để các bác chơi nhạc liên khúc hoặc nhạc trữ tình, nhạc vàng với những cái Omni này. Bởi vì nếu mà nó không sản xuất, mà không dùng được thì nó sản xuất để làm gì? Thế nên tôi mới bảo các bác cái thông số của Omni về công suất nó chỉ là một cái để tham khảo thôi. Quan trọng là công nghệ của hãng và cái cấu tạo. Tôi mở nắp bên trong các bác cùng xem. 40W đây, nhưng bên trong nó có đặc kín không các bác? Đặc kín luôn. Đó, vỉ này, sò này, các vỉ. Đó, phê chưa? Hết thuốc với loa cổ luôn. Nó trị loa toàn giải, loa cổ hết thuốc luôn. Đôi loa tôi đang mở là độ nhạy 91 dB. Sò nó bị che ở phía trong này các bạn này. Nó che ở phía trong. Bãi zin luôn các bạn nha. Không phải thay thế một cái sò hay cái tụ hay cái nguồn gì cả. Đấy là những thứ cơ bản của một con Omni. Tôi sẽ mở lại to hơn một chút. Núi đồng mái xanh tươi, núi cả thấm nơi nơi, và vành môi trai gái hát câu ca yêu đời. Trời quê bắc nhớ sẽ trong tay tương lai qua tình lứa đôi. Núi đồng mái xanh vẫn triển tốt đúng không các bạn? Xin chào, hẹn gặp lại. Và đây là thông tin của tôi. Số điện thoại, địa chỉ rất rõ ràng. Xin cảm ơn. Quay gần để các bạn nhìn cái mặt tiền chút này. Đấy, nó vẫn còn cái tem nguyên bản từ lúc sản xuất, từ lúc bán đi thì phải. Nói chung là mặt tiền đẹp không điểm trên, không có sức mẻ tí nào. Xước sát một tí thì đâu phải có. Đó, một tí thì việc.